Vì sao Nike lại có mối quan hệ rất mật thiết với Tiger của Onitsuka? Và vì đâu Nike ngày nay đã trở thành một những thương hiệu hàng đầu trên thế giới? Nè, mình cùng tìm hiểu trong tập podcast ngày hôm nay các bạn nhé. Let's go! But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few. For the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. Câu hỏi đầu tiên đó chính là vì sao cái mối lương duyên giữa Nike và Tigers lại thật sự mật thiết đến như vậy? Thì đó là quay trở lại lịch sử từ năm 1959 đến năm 1962. Thì đây là những cái cột mốc vô cùng quan trọng đối với cái sự hình thành và phát triển của Nike. Thì cái người sáng lập của Nike tên là Phil Knight, thì ông có một cái ấp ủ rằng á, là ông thấy tất cả những sản phẩm như là Nikon này, hay là Canon là của thị trường Nhật Bản, đó là chiếm lĩnh những cái thành phố như ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Do đó ông tin rằng một cái sản phẩm đôi giày chạy bộ ở Nhật á, nó vẫn sẽ mang lại một cái giá trị nhất định cho người dùng. Thế là năm 1962, ông đi vòng quanh thế giới và dừng lại ở Nhật Bản và tìm cho mình một cái sản phẩm phù hợp với cái mơ ước nào giờ của mình. Thế là ông đã tìm thấy Tiger Onitsuka. Thì ông đã gặp ban quản trị của Tiger Onitsuka để pitching một cái idea, đó chính là hãy để ông bán sản phẩm của Tiger ở thị trường nước Mỹ, đặc biệt là phía bờ Tây nước Mỹ. Và lúc đó Tiger có một cái tham vọng rằng là muốn xâm chiếm thị trường ở Mỹ mà chưa có một cơ hội nào, thì đây thiên thời địa lợi nhân hòa đã giúp cho Phil Knight có cơ hội hợp tác với một trong những thương hiệu giày huyền thoại này. Và đó là lúc ông đặt tên cho công ty tên là Blue Ribbon Sport. Thì cái tên này mình sẽ gọi tắt là BRS để các bạn dễ hình dung, dễ trao đổi trong quá trình nói podcast nha. Theo mình, cái yếu tố mà Phil đã thành công trong việc thuyết phục được ban quản trị của Tiger đó chính là ông có kiến thức chạy bộ. Thật sự ông có kiến thức chạy bộ bởi vì ông đã được học bởi huấn luyện viên Bill Bowman. Đây, ông huấn luyện viên này là một trong những người huấn luyện viên cho những vận động viên Olympic thời bấy giờ. Và ông lại càng tăng thêm được sự tin tưởng cho đối tác Tiger vì những kiến thức và am hiểu về thị trường ở Mỹ. Hai lý do đó đã giúp ông rất là nhiều. Thì mình cũng thấy rằng điều này nó đúng khi mà mình có cơ hội làm việc tại agency và lúc đó mình làm cho client là Manulife. Cái cơ hội đó là mình được bén duyên để được làm việc ở một cái dự án chạy marathon. Lúc đó mình cũng bắt đầu tham gia việc chạy bộ. Và đến thời điểm bây giờ mình tin rằng cái việc chạy bộ đã giúp cho mình kiếm ra được rất nhiều insight phù hợp để tiếp tục phục vụ khách hàng Manulife thời điểm đó. Quay trở lại câu chuyện của Blue Ribbon Sport. Thì sau cái thời điểm đó, Blue Ribbon Sport chính thức được thành lập và được có hai người cổ đông chính, đó chính là Phil Knight và ông huấn luyện viên Billy Bowman. 300 đôi giày đầu tiên của Tigers được nhận về tay, thì ông cũng rất là chật vật khi bán những cái sản phẩm này bởi vì cái thế giới ngày xưa nó không có phẳng như bây giờ. Nhưng may mắn thay, với cái đoàn bẩy mối quan hệ của Bowman thì niềm tin về một đôi giày chất lượng và giá cả phải chăng, BIS đã nhanh chóng bán sạch được những đôi 300 đôi giày đầu tiên, và từ đó là những cột mốc tăng trưởng trở nên rất mạnh mẽ và đôi giày Tiger phổ biến ở Mỹ hơn bao giờ hết. Đến bây giờ, cái câu chuyện bắt đầu nó có những cái ngã rẽ nhất định bởi vì Tiger nó đã rất phổ biến. Cho nên là cái đến một cái thời điểm cái mối lương duyên giữa BIS và Tiger cũng đến dần kết thúc, là bởi vì Tiger họ không muốn phân phối độc quyền cho Phil Knight nữa, mà thay vào đó họ đi tìm một nhà phân phối mới. Đây cũng chính là thời khắc quyết định của Phil Knight để sản xuất ra đôi giày đầu tiên của riêng mình và không còn bị lệ thuộc vào Tiger Onitsuka nữa. Đó là chính là thương hiệu đôi giày Nike Cortez.
cái đôi giày này á, một cái câu chuyện là cái đôi giày này đã được modify, đã được điều chỉnh bởi huấn luyện viên Bauer mình, và dựa trên kinh nghiệm huấn luyện những động viên Olympic của ông đã tìm ra những cái bí kíp để làm sao có một cái sản phẩm chất lượng hơn và phù hợp hơn đối với những cái người chạy bộ. Với những nỗ lực vượt dậy của BIS cho đến năm 1971, BIS chính thức đổi tên thành Nike và đã trở thành một trong những thương hiệu được phân phối trên toàn cầu. Thì nếu như các bạn thích cái câu chuyện này thì đừng quên subscribe cái channel của mình ha. Tiếp nào, còn nữa chưa hết đâu. Vậy trên cái con đường phát triển của Nike á, họ đã có rất nhiều chiến lược quảng cáo khác nhau. Nhưng mà hai cái chiến lược quảng cáo mà khiến mình cảm thấy interesting nhất thì mình sẽ share với các bạn ở bên dưới như sau. Đầu tiên á, là Nike họ có một cái lịch sử rất lâu đời, đó chính là họ luôn tài trợ cho những cái vận động viên thể thao. Và trong những cái vận động viên thể thao mà họ đã từng tài trợ thì có hai người mà mình chú ý nhất. Thứ nhất đó chính là Tiger Woods, đó là một cái tay golf thủ. Anh ta đã có một cái vấn đề liên quan tới đạo đức, đó chính là anh ta ngoại tình. Tuy nhiên Nike vẫn tiếp tục sponsor cho Tigers, bởi vì Nike tin rằng cái việc ngoại tình là do vấn đề đạo đức của anh ta, chứ không hề có một sự liên quan gì đến thành tích thể thao của anh cả. Nike chỉ ủng hộ cho thể thao của anh thôi. Thì ở đây cũng tạo ra một sự tranh cãi nhất định, cũng có nhiều người rất ghét cái Nike thời điểm đó. Nhưng mà đây chính là cái cách mà họ build thương hiệu của họ mà. Nó hơi mang tính controversial một chút, nhưng mà đây là cách Nike họ đã làm. Và họ lại tiếp tục hiện điều này với khi ký hợp đồng với vận động viên bóng bầu dục Colin Kaepernick. Thì lý do tại sao là bởi vì anh vận động viên bóng bầu dục này nè, anh ta quỳ gối trong lúc hát quốc ca Mỹ. Thì đây có thể gọi là một hành động gọi là thiếu tôn trọng với cái bản quốc ca cũng như cái lá quốc kỳ của Mỹ. Tuy nhiên lý do mà anh ta ngồi như vậy là bởi vì anh ta muốn biểu tình cho những cái việc bất công xảy ra trong xã hội anh ta sống bây giờ, đặc biệt liên quan tới người da màu. Lý do mà Nike họ tiếp tục họ sponsor cho anh ấy á, là bởi vì anh ấy có một cái tinh thần, đó chính là just do it. Just do it! Đó chính là một những cái tinh thần mà Nike muốn thổi vào trong chính cái sản phẩm của mình, cũng như cái thương hiệu của mình. Nếu như các bạn có xem một cái phần biểu diễn của ca sĩ Eminem trong một cái buổi halftime show, mình có để cái link ở phía bên dưới, thì Eminem cũng đã có một cái hành động tương tự như vậy, là anh quỳ gối vào cuối cái bài hát của mình. Thì đó chính là một hành động ủng hộ cho cái hashtag là Black Lives Matters. Và điều thú vị các bạn biết không, anh em mang một đôi giày Air Jordan được custom tên là Slim Shady. Và ai cũng biết rằng đôi giày Air Jordan của thương hiệu nào rồi. Mình ước khi mình được ai đó tặng mình đôi giày Air Jordan ha, chưa bao giờ được mang cả. Theo mình á, trong quá trình phát triển thương hiệu Nike á, là họ đã bám rất sát vào cái châm ngôn là Just Do It. Cho dù họ gặp rất nhiều cản trở về mặt truyền thông, rất nhiều người ghét, nhưng mà doanh số bán hàng của họ là nói lên điều ngược lại. Có người ghét thì sẽ có người thích, và có người thật sự yêu cái thương hiệu này, bởi vì Nike đã đứng ở bên cạnh những cái người mà yếu thế hơn. Dù hiện tại là mình không có còn sử dụng một đôi giày Nike nào, trước đây thì có, nhưng mà mình vẫn sử dụng một cái ứng dụng đó là Nike Run Club, là một cái ứng dụng hướng dẫn cho những người chạy bộ solo như mình. Và mình đánh giá rằng nó là một cái app miễn phí nhưng được Nike đầu tư rất là chỉnh chu. Và hy vọng sau cái buổi podcast này, ai đó sẽ tặng cho mình một đôi giày Nike nhé. Nếu như các bạn thật sự thích cái video này thì hãy hành động theo trong nguồn của Nike, đó chính là just like it hoặc là just subscribe it. Đâu có mất gì đâu không nè. See you in the next podcast. Bye bye.